Và bây giờ, VBS GN Bạc Ti 2022 với chủ đề Symphony bản giao hưởng tinh hoa xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị khách quý, toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên VPS đang có mặt tại khán phòng này. Ngay lúc này đây, giai điệu của bản giao hưởng Blue Danube mới còn khiến tôi bồi hồi và cảm xúc. Lần thứ 16, chúng ta ngồi bên nhau trong đêm tiệc kỷ niệm sinh nhật công ty, cùng nhau tận hưởng những thành quả sau bao nỗ lực và cố gắng không ngừng. Màn biểu diễn vừa rồi là lời cảm ơn chân thành tôi muốn gửi tới các vị khách quý và các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn là một mảnh ghép đậm chất riêng, đồng hành, cống hiến và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của VPS và của chính mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ luôn không ngừng trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao tinh thần học hỏi, sáng tạo, dám khác biệt để tạo nên giá trị vượt trội cho chúng ta, cho đối tác và cho khách hàng lựa chọn đồng hành cùng VPS. Chúc toàn thể các vị khách quý và các anh chị em VPS nhiều sức khỏe, một Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn. Thank you.
chính là tiết mục Bản Hòa Ca Cuộc Sống của The Strings.